Lợn quay như ngủ. Chà chà, mệt quá, phải ra ngoài đi dạo, hít thở không khí thôi. Sắp thi rồi, cần giữ cho tâm trạng thoải mái mới được. Ồ, anh cũng là học trò à? Đúng vậy, tôi cũng là học trò lên kinh dự thi. Tôi là Trần Vương. Trần Vương, thật trùng hợp. Tên tôi cũng là Vương, nhưng là họ Triệu. Chúng ta cùng là sĩ tử, lại cùng tên Vương. Hôm nay gặp nhau ở đây quả đúng là hữu duyên. Vậy chúng ta cùng kết nghĩa anh em, giúp đỡ nhau đèn sách nha. Thế thì tốt quá. Tôi tính như vậy, anh trọ ở đâu, cho tôi cùng về ở, chúng ta đêm ngày đèn sách giúp nhau. Anh dạy thế còn gì bằng. Hoàng hô, ta đã đổ rồi, đổ rồi. Em định về quê đấy à? Không biết quan lớn tới, tại hạ không kịp nghênh đón, xin quan lớn bỏ qua cho. Ồ, em hãy chờ kỳ thi tới để trổ tài, có gì khó khăn cứ đến tìm ta. Thưa anh, dân ạ. Phiền ngài vào báo với quan huyện có người anh em kết nghĩa Trần Vương tới thăm ạ. Được, chờ một chút. Bẩm quan lớn, có anh em kết nghĩa của ngài tên là Trần Vương đến xin gặp ạ. Trần Vương, hắn ăn mặc thế nào? Dạ, áo cũ sờn ạ. Lại đến nhờ giá gì đây? Bảo với hắn ta đang bận, khi khác tới. Vâng ạ. Quan lớn đang bận rồi, khi khác ngươi đến nha. Đa tạ ngài, ngày mai tôi tới. Sao lâu quá, hay là anh ấy quên mất mình rồi? Sao lâu quá. Ngươi về đi, quan huyện nói hôm nay ngài phải lên công đường. Ngài có thưa rõ là có người anh em kết nghĩa Trần Vương tới tìm không? Ừ, có chứ, ngươi về đi. Cậu muốn gặp quan huyện để đưa đơn kiện hả? Thôi về đi, ông ta suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt, thời gian đâu mà giải quyết việc công, trừ khi anh có thật nhiều tiền. Chẳng lẽ như vậy sao? Bẩm quan, lại có tên Trần Vương đến tìm ạ. Ngươi không thấy là ta đang bận sao? Đuổi hắn đi. Dạ, hắn nói đưa lễ vật rồi về ngay ạ. Gì cơ, lễ vật à? Mời hắn vào. Vâng ạ. Trời ơi, là em sao? Lâu lắm mới gặp lại. Em đến thăm ta là tốt rồi, còn bày đặt lễ vật làm gì? Dạ, dân đen đâu dám thất lễ với quan lớn ạ. Nào, ngồi uống trà với ta nào. Người đâu? Mang trầu tiên cánh phượng, hoa quả, bánh kẹo ra mời khách quý nào. Dân ạ. Tao giả ơn mày, nhờ mày tao mới lọt vào đến cửa quan để nhìn mặt lại bạn cũ. Hãy nhảy vào túi tôi. Ngày xưa, ở vùng núi non nghèo khó, khắc nghiệt nọ, có người cha già với ba người con trai trú ngụ. Năm nay hạn hán liên miên, lương thực hầu như mất trắng. Tình cảnh nhà ta giờ ra sao, các con thấy cả rồi. Các con hãy đi khỏi cái vùng khắc nghiệt này mà kiếm sống đi. Chúng con sao có thể để mặc cha ở đây một mình được chứ? Đúng vậy thưa cha, sao chúng con có thể bỏ mặc cha được? Cha già rồi, nhưng vẫn còn sức lực, cha tự lo liệu được. Các con cứ ở nhà thế này, thì sẽ đến lúc chết đói tất cả thôi. Cha chỉ lo cho cậu Út, các con cùng nhau đi, nhất định phải đùm bọc lấy em. Cha ơi! Cố lên con, dù chân con bị tật, nhưng con có đầu óc. Hãy cùng đi với các anh, no đói cùng hưởng. Cha ở nhà chờ các con thành công trở về.
Nếu cha đã nói vậy, chúng con sẽ lên đường và nhất định làm nên chuyện cha ạ. Chúng con cũng sẽ lo cho cậu Út, cha đừng lo lắng gì hết. Các con hãy luôn hỗ trợ nhau, đừng tách rời là cha yên tâm rồi. Các anh ơi, đợi em với, em không theo kịp mất. Các anh ơi, mấy hôm nay lúc nào cũng phải vừa đi vừa chờ nó. Phải đấy, mãi mà chưa qua mấy rặng núi, lẽ ra đi nhanh hơn sẽ bắt được cơ hội kiếm việc gì đó hơn. Vì vướng nó mà lỡ toi hết việc rồi. Cứ chờ với đợi hết ngày, chi bằng bỏ cậu ta ở lại đi. Dọc đường thế nào cậu ta cũng gặp được người tốt bụng động lòng giúp. Anh em mình cứ đi trước đi. Anh cả nó chí phải, thế nào cũng có người giúp nó thôi. Mình đi trước là tốt nhất. Vậy là hai người anh khỏe mạnh bỏ lại Tom, cậu em Út đáng thương với dị tật ở chân, để rảnh rang tiếp tục cuộc hành trình đến vùng đất mới. Lỗi đi thằng Út, chúng ta gặp vận son ngay lập tức. Đây đúng là thuyền bỏ hoang rồi. Chúng ta sẽ dương bường lái tới vùng Santa bên kia đại dương. Nghe nói bên ấy trù phú vô cùng. Phen này nhất định anh em ta đổi đời rồi. Các anh không biết đã đi tới đâu rồi. Có khi vẫn đang ở phía trước chờ mình. Mình phải ráng lên mới được, không thể bỏ cuộc được. Tom đi liên tiếp không ngơi nghỉ. Khi đến khu hồ dưới chân những rặng núi thì kiệt sức ngất đi. May mắn cho cậu, bà tiên hồ Grand dưới núi đã chứng kiến tất cả câu chuyện của anh em cậu và quyết định ra tay giúp đỡ cho cậu. Thưa bà, đôi chân của cháu... mà bà là... Ta là tiên nữ hồ Grand này. Ta đã chữa khỏi chân giúp cho cậu đó. Trời ơi, có nằm mơ cháu cũng không dám nghĩ một ngày mình có thể chạy nhảy. Giờ cháu có thể đi tìm các anh và bắt đầu hành trình tìm kiếm một miền đất mới để làm ăn rồi. Bà ơi, cháu biết lấy gì để cảm ơn bà đây ạ? Chiếc chùy này cậu ra lệnh gì nó cũng làm theo. Còn chiếc túi, hễ cậu nói ra thứ gì nó sẽ bị hút vào túi, dù ở bất cứ nơi đâu. Cậu là chàng trai thông minh và nhân hậu, hãy cầm lấy hai vật này. Bà ơi, bà, cháu muốn cảm tạ bà, vậy mà lại được bà tặng thêm vật báo. Giờ cậu là chủ nhân của chúng, cậu khỏi đi đâu mưu sinh nữa. Nhưng trước khi trở về nhà, hãy tới thị trấn bên kia đại dương, cậu ắt biết việc phải làm. Một con gà quay, hãy chui vào chiếc túi đi. Quả là chiếc túi thần kỳ. Thơm lên nhờ thuyền buông lớn, chẳng bao lâu đã đến được thị trấn bên kia đại dương. Mình đi từ cảng lên, thị trấn vắng hoe, thì ra mọi người tụ tập cả ở đây. Có chuyện gì mà đông đúc thế cơ chứ? Cậu gì ơi, ở trong đó mọi người đang làm gì vậy ạ? Chơi bài ăn tài sản, vàng bạc, tóm lại là mọi thứ có giá. Cậu từ nơi khác tới hả? Có tài sản gì mang ra cược đi. Có một quý ông giàu có vô chừng, mấy năm nay đã khởi xướng chướng bạc này. Ôi trời ơi, cậu ta bị thua hết tài sản nên choáng quá ngất đi rồi. Có cần gọi thầy thuốc không? Trời ơi, các vị khéo lo, gã sẽ tỉnh ngay ấy mà. Lôi ra ngoài đã, kẻo gián đoạn cuộc chơi của chúng ta. Ông chủ phải đây. Vậy kia chính là chủ sông bài. Hắn ta chắc hẳn không phải kẻ bình thường. Mình phải làm gì đó mới được. Anh bạn, cho tôi tham dự với. Khá đấy. Với chiếc túi kỳ diệu của mình, Tom bố trí được một bọc vàng lớn và nhanh chóng bị thua sạch khi buổi chơi bạc kết thúc. Anh bạn, xem bộ anh nhếch nhác thế này, số tài sản anh vừa mất hẳn là tất cả ha. Nếu nghe ta thì anh sẽ cứu vãn lại ít nhất một nửa. Bằng cách nào? Bán linh hồn của anh cho ta. Đừng lo, anh vẫn sẽ sống, sống nhàn nhã là khác. Ngươi là quỷ dữ, đồ quỷ dữ độc ác. Chỉ có quỷ dữ thì mới cướp linh hồn người khác thôi. Vậy ngươi muốn bán linh hồn cho quỷ hay muốn mất tất cả đây? Đến đường này rồi mà còn lớn giọng. Quỷ dữ kia, bằng cách này ngươi đã chiếm đoạt bao nhiêu linh hồn rồi? Để xem ngươi còn làm bậy được không. Mau chui vào túi của ta đi. Thả ta ra, mau thả ta ra. Hãy ra sức mạnh mà nện đánh cả trong túi một trận đi. Xin hãy thả tôi ra, tôi chết mất. Cậu muốn gì tôi cũng phục tùng. Hãy lập tức biến khỏi nhân gian
và thả tất cả các linh hồn và tài sản ngươi đã chiếm đoạt bấy lâu nay. Đừng hòng giở trò, ngươi cứ ở cùng trời cuối đất thì chiếc túi của ta cũng tóm được thôi. Tôi xin phục tùng tất cả. Đa tạ cậu cứu mạng. Không có linh hồn, chúng tôi bấy lâu nay chỉ như cái xác đã chết thôi. Là vì các vị ham mê cờ bạc, đính điều đứng hay bán linh hồn cho quỷ. Lần này tôi cứu được các vị, nhưng sẽ chẳng có lần sau nữa đâu. Mong các vị hãy tu tỉnh đi. Nhất định là như vậy. Chúng tôi sẽ đi cảnh tỉnh nhiều người khác nữa. Tom sau đó đã chia số tài sản quỷ dữ chiếm đoạt cho người dân thị trấn trước khi trở về quê hương mình. Đi qua miền đất nào còn nghèo đói, anh cũng dùng chiếc túi bảo vật gọi tới vô số lương thực cứu đói. Các anh mình giờ không biết đã lưu lạc ở đâu. À, phải rồi, chiếc túi này có thể triệu hồi mọi thứ ở đâu. Mình sẽ thử xem. Hai anh trai của tôi, hãy nhảy vào túi này đi. Sau trận bão biển, hai người anh của Tom tuy thoát chết nhưng bị dạt vào hoang đảo. Nhờ chiếc túi thần, họ được Tom triệu hồi trở về trước khi chết đói, chết vì bệnh dịch ở đảo hoang. Tom kể lại cho các anh về việc được gặp bà tiên giúp đỡ, được tặng bảo vật quý giúp được bao người. Hai người anh cũng thú nhận về việc bỏ rơi cậu và gặp nạn ra sao. Tom à, tụi anh thật sự là kẻ tội đồ khi bỏ mặc em giữa đường. Bây giờ thực sự tụi anh không còn mặt mũi nào nhìn em nữa. Thực sự em rất buồn vì không phải lạc mà là bị các anh bỏ lại. Nhưng giờ mọi chuyện qua rồi, không nhắc chuyện cũ nữa. Từ nay về sau, anh em chúng ta cùng nhau cố gắng. Mình nhanh chóng trở về nhà thôi. Chắc chắn cha đang thống ruột lắm rồi. Tom và các anh trở về đoàn tụ cùng cha. Với chiếc túi thần kỳ, cậu đã giúp đỡ được bà con miền quê nghèo vượt qua những bận thiên tai khắc nghiệt. Nhưng chỉ những lúc thật cần thiết, họ mới dùng đến túi thần mà thôi. Ba điều ước của tên nhà giàu. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai nhà sống cạnh nhau. Một nhà thì khá giả, sống trong một ngôi nhà to, đẹp. Còn người kia thì nghèo khổ, chỉ có độc một căn nhà đã cũ lại lụp xụp. Một hôm, có một ông cụ từ xa đến, vô tình dẫm vào bẫy thú rừng và bị thương. Ôi trời ơi, đau quá. Trời ơi, không ngờ vết thương lại sâu thế này. Ôi đau quá, thế này làm sao có thể về nhà trước khi trời tối đây. Tên kia, ngươi làm gì ở cổng nhà ta đấy? Có bao tránh đường cho ta vào nhà không? Ai cho ngươi ngồi trước cửa nhà ta thế này? Anh thông cảm. Tôi đang trên đường về quê thì dẫm phải bẫy thú rừng nên bị thương. Đau quá nên đành ngồi tạm cửa nhà anh. Nếu không phiền, có thể cho tôi trú nhờ cửa nhà anh đêm nay được không? Một kẻ nghèo kiết xác không có lấy một bộ quần áo tử tế, lại còn bị thương thế kia. Ngồi trước cửa để bàn lại vận xui cho nhà ta à? Ta chẳng dạy. Không được đâu, ngươi tự mà đi tìm chỗ khác trú chân đi. Tôi đau quá. Anh làm ơn đi. Không có ơn huệ gì cả. Đi mau để ta còn cho ngựa vào chuồng. Đừng có đứng chắn giữa cửa nhà người khác như thế. Vậy ông hãy đến nhà tôi nghỉ tạm qua đêm nay nha. Nếu không chê, xin hãy đến nhà tôi. Nếu vậy thì anh đưa ông già suối quẩy này vào nhà đi. Đừng để ông ta ngồi trước cửa nhà tôi nữa. Nhà tôi ở ngay bên cạnh. Tuy không giàu có gì cho cam, nhưng cũng đủ để ông không phải ngủ ngoài đường như thế này. Tôi không dám làm phiền gia đình anh. Tôi chỉ dám xin ngủ nhờ hiên nhà thôi. Ông đừng có nói vậy. Chúng ta có duyên mới gặp được nhau. Giúp người cũng là để tạo phúc đức cho con cháu mà. Đi theo tôi sẽ rửa vết thương này cho ông. Ôi trời ơi, mệt quá. Dạ chào ông. Ông đừng có ngại. Cứ coi nhà chúng tôi như nhà của mình ấy. Ôi, thật là làm phiền ông bà quá. Ông đừng có nói vậy. Nhà tôi nghèo nhưng cũng rất hiếu khách. Ông ngồi xuống ghế để tôi sát trùng vết thương cho. Ôi trời ơi, tôi không dám làm phiền. Để tôi tự làm cũng được. Nè, ông đừng có ngại, cứ ngồi đó. Việc này tôi làm được mà. Bà đi nấu ngay một nồi khoai tây cho tôi, sau đó đi vắt ít sữa dê để cho khách uống. Dạ, tôi đi ngay. Ê, không cần đâu, tôi không có đói. Không cần phiền ông bà như vậy đâu. Ông đừng có ngại, đã đến đây rồi thì dùng bữa với chúng tôi. Nhà tôi không có thức ăn cao lương mỹ vị gì cả,
chỉ có tấm lòng với những món ăn rất đơn giản, mong ông đừng chê. Xong rồi, cũng may vết thương không đến nỗi nặng lắm. Tôi đã bôi thuốc, chắc mai sẽ khỏi thôi. Cảm ơn ông nhiều. Thôi, chúng ta cùng ăn tối đi, chắc ông cũng đói rồi. Và thế là ông cụ ngồi chung với vợ chồng người nghèo ăn tối. Bữa ăn tuy đạm bạc, nhưng ông cụ ăn rất ngon miệng và chủ nhà rất niềm nở với ông. Ông đi cẩn thận nha. Cảm ơn ông bà. Ông bà là người tốt bụng, phúc đức sau này sẽ tìm đến hai ông bà. Tôi còn cái bánh bao sáng mới làm nè. Lúc đi đường có đói á, ông nhớ lấy mà ăn nha. Hai người thật tốt bụng. Trước khi đi, để tôi tỏ lòng biết ơn với hai vợ chồng. Tôi có ba điều ước. Hai người muốn gì, ta hứa sẽ giúp hai người thực hiện ba điều ước đó. Ba điều ước ư? Đúng. Thoạt nghe thì nó thật viển vông, nhưng đó đều là sự thật. Hai người cứ ước những điều mà mình muốn đi. Tôi không dám mong ước gì cao sang. Tôi chỉ mong suốt đời được thanh thản, có nghĩa là hàng ngày đủ ăn, mạnh khỏe. Còn điều ước thứ ba, tôi cũng chưa biết dùng vào việc gì cả. Hai người có muốn có một căn nhà mới không, để thay cho túp lều này? Ôi, lại được một căn nhà mới thì còn gì bằng. Cụ quả là người có tài phép hơn người. Đội ơn cụ rất nhiều. Ngay khi tên nhà giàu kia thức dậy, hắn nhìn ra ngoài qua cửa sổ thì thấy không còn túp lều của người nghèo đâu cả. Ngay trước mắt hắn là một căn nhà mới khang trang lợp ngói đỏ. Hắn mở to mắt ngắm và hoảng hốt kêu vợ sang nhà bên tìm hiểu sự tình. Người nghèo thật thà kể lại toàn bộ sự việc cho vợ người giàu nghe về ba điều ước kỳ lạ của ông cụ đêm qua xin trú nhờ. Ôi trời ơi, đúng là tôi đáng bị trừng phạt. Giá như tôi biết trước nhỉ, người khách ấy trước đó có tới nhà mình xin ngủ qua đêm, thế mà tôi lại từ chối. Thấy chưa, vậy ông phải nhanh chân đuổi kịp ngày ấy. Chắc ông cụ chưa đi xa đấy đâu. Ông phải đuổi kịp để xin ba điều ước cho nhà ta nữa chứ. Ôi may quá, tôi đuổi kịp người rồi. Tôi rất lấy làm tiếc. Tối qua khi tôi tìm được chìa khóa để mở cổng thì không thấy ông đâu nữa. Giờ gặp lại được rồi. Tôi xin mời khách, khi nào quay trở lại thì ngủ ở nhà mình. Khi nào quay trở lại tôi sẽ ngủ ở nhà ông. Vậy tôi có được ba điều ước như người hàng xóm nghèo hèn kia không? Được, nhưng ta nghĩ tốt nhất ngươi đừng có ước gì cả. Tôi biết ước cái gì đây. Ước cái gì ạ? Giàu có hay sống lâu đây? Người cứ lên ngựa về nhà, những điều ước của người sẽ trở thành hiện thực. Biết ước gì ạ? Ước gì đây? Ly xê, quan nào. Con ngựa đáng ghét này. Trời ơi, đau quá. Ước gì người chết quách đi cho rồi. Trời ơi, vậy là ta đã phí mất một điều ước thứ nhất ư? Cũng mày lấy được cái yên ngựa, bỏ đi thì phí quá. Mình còn hai điều ước nữa, biết ước cái gì đây? Mình có nhiều điều ước quá, nào là có nhiều châu báu, nào là ước sao có bia uống cho đỡ khát. Còn vợ ta, trong lúc mình phải vất vả đi bộ dưới cái nắng chói chang này, thì mụ vợ của ta lại được an nhàn ngồi mát ở nhà. Ước gì cô ta cứ phải ngồi trên cái yên ngựa này, và thế là mình thoát được cảnh phải đeo nó trên lưng. Trời ơi, thật là linh nghiệm. Vừa dứt lời là điều ước của mình đã thực hiện được rồi. Thật là thảnh thơi. Trời ơi, cái gì vậy? Chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao là có cái yên ngựa quái quỷ này ở đây vậy? Thôi, bà cứ ngồi yên đó đi. Giờ còn điều ước thứ ba, tôi sẽ ước chúng ta vào nứt đố đổ vách. Thế là ông đã bỏ phí mất hai điều ước một cách vô ích rồi hả? Mà vợ giàu có cũng chẳng có ích được gì. Khi tôi cứ phải ngồi dính chặt trên cái yên ngựa như thế này, chắc hẳn cái điều ước của ông đã biến tôi phải ngồi trên nó. Đã thế, ông phải ước lại để tôi khỏi phải khổ sở như thế này nữa chứ. Không, không được. Điều ước thứ ba phải ước mình giàu, thật giàu chứ. Có nhiều tiền, nhưng cả đời cứ phải ngồi trên cái yên ngựa thế này, tôi chịu sao được. Nếu ông không cho nó biến mất, sau này tôi sẽ kéo ông ngồi cùng với nó. Cả hai chúng ta sẽ ngồi trên cái yên ngựa này cả đời luôn. Ôi trời ơi, thế đâu có được. Không được thì ước lại đi. Ước cho cái yên ngựa quái quỷ này biến mất khỏi đây cho rồi. Thật là phí.
Ước gì cho các yên ngựa kia biến mất để bà vợ của tôi không phải cả đời ngồi trên nó nữa. Trời ơi, biến mất rồi, may quá, mất rồi. Mặc dù có ba điều ước đấy, nhưng tên nhà giàu tham lam kia lại chẳng được gì ngoài bực tức, mệt nhọc, con ngựa của hắn thì chết. Còn vợ chồng người nghèo tốt bụng kia, họ sống trong sung túc, an bình tới khi khuất núi. Cô bé Tí Hon. Ngày xưa, có một bà quá già hiếm hoi, mong có một đứa con vui vầy lúc tuổi già, mà mãi cũng không được. Bà chỉ còn biết trao gửi tình yêu thương của mình vào cây cỏ, hoa lá trong vườn nhà, bằng cách ngày ngày chăm bón và ngắm nhìn chúng mà không hề biết chán. Một hôm: "Ôi, loài hoa này thật đẹp." Thật bất ngờ, khi bà đặt môi lên hôn nụ hoa, bỗng từ bên trong nhụy hoa xuất hiện một cô bé xinh đẹp tí hon như ngón tay cái. Thật là thần kỳ, trông con bé mới đáng yêu làm sao, nó cũng xinh đẹp y như bông hoa vậy. Con gái đáng yêu, hãy về nhà sống cùng ta nhé. Ta sẽ làm cho con một chiếc nôi vô cùng đặc biệt và đáng yêu từ cây cỏ thiên nhiên trong vườn. Ôi, con thích lắm, con cảm ơn mẹ. Hả? Mẹ, con vừa gọi ta là mẹ ư? Ôi, con gái nhỏ, thế là từ nay cuộc sống của ta sẽ bớt cô đơn và ý nghĩa biết bao vì ta đã có con rồi. Cảm ơn ông trời đã ban cô bé đáng yêu này cho con. Con sẽ chăm sóc, yêu thương con bé như là con đẻ của mình. Từ đó, bà nuôi dưỡng, chăm sóc cô bé Tí Hon rất chu đáo. Cô bé Tí Hon cũng vui sướng sống trong sự yêu thương của bà quá. Cuộc sống của họ cứ diễn ra bình yên như thế cho đến một ngày. Coi kìa, cô bé Tí Hon này mới xinh đẹp làm sao. Con trai mình mà cưới được con bé này làm vợ thì hẳn là thích lắm đây. Ta phải bắt nó về cho con trai ta mới được. Đây sẽ là chồng của con. Nó đang dựng một căn phòng mới cho con. Hai con sẽ sống sung sướng trong căn phòng đẹp đẽ ấy giữa chốn bùn lầy này. Bây giờ con cứ đợi ở đây đã. Hoàn thành xong ngôi nhà, cha con ta sẽ đến đón con ngay. Không, không, hãy thả tôi ra đây. Tôi không muốn lấy con trai của lão đâu. Thả tôi ra đây. Kìa, hình như cô bé Tí Hon xinh đẹp đang trên tàu lá sen. Chắc chắn bố còn lão Cốc định bắt cô bé rồi. Chúng ta phải cứu cô bé ấy mới được. Cô bé Tí Hon ơi, đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ cứu cô. Thật may mắn cho cô bé Tí Hon đã được đàn cá con tốt bụng cứu thoát khỏi bố con lão Cốc gớm ghiếc. Wow, cô bé Tí Hon thật là xinh đẹp. Tàu lá đưa cô bé qua nhiều xứ lạ. Cô bé thích thú và sung sướng vì được chu du ngắm nhìn cảnh đẹp khắp mọi nơi. Nhưng cuộc sống cứ thế trôi dạt, chẳng có thứ gì để ăn. Cô bé đành uống những giọt nước đọng trên những tàu lá để sống. Ôi, mình đói quá, phải dừng lại ở nơi này để kiếm thứ gì ăn mới được. Nhỏ đáng yêu ơi, chim bị sao thế này? Tôi bị bởi bay theo đàn mà đâm vào một cành cây nên bị ngã xuống đây. Cánh của tôi đang đau quá. Thật là tội nghiệp, cố gắng chịu đựng nha. Tôi đi kiếm lá đắp cho chú, sẽ hết đau ngay thôi. Nằm ngoan ở đây nha, cố chịu đựng một lát sẽ đỡ ngay thôi. Giờ thì uống một chút nước nào và nằm đây đợi tôi nha. Tôi sẽ quay lại với chú sau khi tìm được một chút thức ăn. Cảm ơn cô bé Tí Hon xinh đẹp,
tôi đã đỡ nhiều rồi. Cậu hãy cứ đi tìm thức ăn đi. Mùa đông lạnh giá cũng sắp đến rồi, con nên tìm chốn để nương nhờ qua mùa đông này. Tôi nghĩ một chút khỏe rồi cũng phải bay về vùng nhiệt đới ấm áp ngay thôi. Một ngôi nhà kìa, mình phải vào xin chút ít thức ăn mới được. Làm ơn, có thể cho tôi xin một ít lúa mạch được không? Trời ơi, cô bé mới xinh đẹp làm sao tự dưng lại có mồi ngon đến trước cửa nhà mình thế này. Phải phím ngay cho lão chuột cống háo sắc biết mới được. Kiểu gì lão chả thưởng hậu hĩnh cho mình. Ồ, cô gái Tí Hon xinh đẹp. Nào, hãy cứ vào nhà đi đã. Có nhiều thứ để cho cô ăn đấy. Mùa đông đến rồi, ở ngoài lạnh lắm. Vào đi, vào đi. Thế nào lão chuột cống cũng thích lắm đây. Con bé xinh đẹp thế cơ mà. Này cô bé, cô có muốn ở lại đây với ta không? Đằng nào mùa đông cũng sắp đến, mà xem kìa, cô chẳng có lấy được một chiếc áo ấm thì làm sao ra ngoài kia được. Chi bằng cứ ở đây với ta hết mùa đông này cho vui, vì ta cũng chỉ ở có một mình thôi. Ôi, ngài đã đến rồi đấy à, mời ngài vào. Cô kiếm đầu ra con bé xinh đẹp thế kia. Chà chà, ta chưa từng thấy ai đáng yêu và xinh đẹp như thế. Cô đúng là tin tưởng thật được lắm. Chuyện, nhưng mà ngài phải trả cho tôi khoản khá khấm vào thì tôi mới cho ngài mang con bé đi á. Được cô bé xinh xắn thế làm vợ là nhất lão rồi. Được, được, nhất định là thế rồi. Trời ơi, mình đang bị rơi vào ổ quỷ mất rồi. Họ đang định bắt mình. Một chuột đồng kia định dẫn dắt bán mình cho lão chuột cống xấu xí già nua ấy. Hả? Con bé chạy trốn mất rồi. Đuổi, đuổi theo ngay. Ôi, lạnh quá. Biết đi đâu bây giờ? Cô bé Tí Hon, mau lên lưng tôi đi. Tuột mất con bé rồi. Thế là chú chim đã đưa cô bé Tí Hon đi cùng mình về vùng đất phương Nam ấm áp tươi đẹp. Đến được xứ sở nắng ấm, chim đã đặt cô bé vào một bông hoa to đẹp nhất. Ở đó, cô bé Tí Hon rất vui như được trở lại cuộc sống trước đây của mình. Xin chào em, ta là tiên hoa của các bông hoa ở đây. Rất vui được đón mừng em. Cô bé Tí Hon xinh đẹp tuyệt trần, ta đã chờ em ở đây rất lâu rồi. Nếu cưới ta làm chồng, em sẽ là hoàng hậu của các loài hoa ở đây. Và em sẽ sống thật hạnh phúc. Sau khi trải qua nhiều nghiệt ngã, trong một khung cảnh tuyệt đẹp như hiện tại, cô bé rất cảm động và vui mừng khi nghe được lời cầu hôn của chàng tiên hoa. Chàng nắm lấy tay của cô và ngay lập tức đôi cánh xuất hiện trên vai cô bé. Từ đó, cô bé Tí Hon trở thành hoàng hậu tiên hoa. Rồi một ngày, thề theo ước nguyện của vợ mình, chàng tiên hoa đưa cô bé Tí Hon trở về thăm người mẹ già năm xưa. Biết được con gái Tí Hon sống hạnh phúc bên chàng tiên hoa, bà mẹ vô cùng mừng rỡ và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Đôi giày đỏ. Ngày xưa, có một cô gái nhỏ tên là Karen. Karen là một cô gái nhỏ rất xinh xắn và rất ngoan. Mẹ cô nghèo nên cô chẳng có giày dép gì. Mùa hè đi chân đất, mùa đông đi guốc gỗ, chân không chịu được rét, đỏ ửng lên. À, bà thợ giày, cháu chào bà ạ. Karen, tuyết đang rơi dày lên rồi, cháu mang đôi giày này vào cho đỡ cống. Tuy nó cũng không được đẹp lắm, vì mắt bà kém rồi, tay lại run nữa. Mà bệnh tình của mẹ cháu sao rồi? Dạ, cháu cảm ơn món quà của bà. Mà mùa đông khắc nghiệt quá, mẹ cháu yếu lắm rồi bà ơi. Mẹ con đã vất vả một đời nuôi con lớn ngần này, chắc hẳn cũng sẽ mong con được tiếp tục nuôi nấng dạy dỗ bởi một gia đình tử tế. Có bà quý tộc Smith ở vùng này sống độc thân, muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Ta sẽ để bà ấy đến đón con về, để con không phải sống trong cảnh coi cút nghèo khó. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông. Thưa tiểu thư, mời cô thay đôi giày khác.
mới hợp với bộ váy này ạ. Cũng phải, đôi giày này cũ quá rồi, lại còn xấu nữa. Mình giờ đã là tiểu thư nhà Smith, phải vứt nó đi thôi, để không phải nhớ lại quá khứ nghèo khổ của mình nữa. Karen, từ nay con là tiểu thư nhà Smith, là con gái của ta. Con phải học mọi quy tắc lễ nghi và phẩm chất một cô gái con nhà quý tộc cần phải có. Ta hy vọng con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Ta sẽ bù đắp cho con mọi thiếu thốn trước đây. Dạ vâng. Ôi chao, con chưa bao giờ được ăn ngon như vậy cả. Vậy ăn cho thỏa thích đi con. Ta đã nói bác quản gia xếp lịch học cho con rồi. Làm con gái nhà quý tộc lại mệt mỏi như vậy. Cứ tưởng chỉ ăn ngon mặc đẹp thôi chứ. Ai dè. Thôi đi ngủ một giấc cho ngon cái đã. Một hôm nhà vua, hoàng hậu và công chúa ngự giá đến thành phố gần đấy. Nhân dân nô nức kéo nhau đến chiêm ngưỡng Long Nhan. Ôi, công chúa có đôi giày đỏ đẹp quá à. Khác hẳn đôi giày của bà thợ giày tặng mình ngày trước. Mình phải bảo mẹ nuôi cho mình đóng đôi giày giống hệt mới được. Sao lại có thể đi giày đỏ đến làm lễ ở nhà thờ được? Con cái nhà ai thế nhỉ? Chẳng dạy dỗ gì cả. Sao tất cả đều nhìn mình thế nhỉ? Có phải vì mình có đôi giày xinh đẹp này sao? Karen, vào nhà thờ dự lễ, lại đi giày đỏ như thế là ngạo nghễ đó. Ta dặn con thế nào hả? Từ nay đã bước chân đến nhà thờ phải đi giày đen. Dù cũ dù rách cũng phải đi. Con xem, ai nấy đều nhìn con không đồng tình kìa. Chẳng ai có đôi giày đó đẹp bằng mình. Mình nổi bật nhất, xinh đẹp nhất chỗ này. Vì vậy họ mới ghen tức mình. Thưa bà, giày của bà và tiểu thư bám đầy bụi rồi. Xin hãy để tôi được phép lau sạch đã. À, được chứ. Karen, con hãy cởi tạm giày ra để ông cụ chải giúp cho con. Không, con không muốn tháo đôi giày xinh đẹp này ra đâu. Hãy để ông cụ cúi xuống chảy giày cho con đi. Karen à, như thế là rất hổn đấy, con biết không? Nhưng trời lạnh thế này, con không muốn cởi giày ra chút nào hết á. Để thế này ông cụ vẫn chảy được giày cho con mà. Đôi giày đó của cô bé mới tuyệt đẹp làm sao. Khi khiêu vũ, cô phải cho giày bám chặt vào chân, kẻo rơi đấy. Đôi giày của tôi giống hệt giày của công chúa đó nha, còn đẹp hơn nữa đó. Mình làm sao thế này? Mẹ ơi, cứu con với! Karen, con sao thế? Anh Peter, mau giữ nó lại! May quá! Tất cả là tại đôi giày quái gở này. Từ giờ đừng để cô Karen đi đôi giày này nữa. Buồn thật đấy. Hôm nay là vũ hội của hoàng cung. Mình muốn đi đôi giày này. Có nó, mình mới xinh đẹp nhất, nổi bật nhất. Gọi Karen lại đây cho ta. Karen à, hôm nay ta thấy không được khỏe, con hãy ở bên cạnh ta nha. Nhưng mà hôm nay có vũ hội ở cung điện, tất cả con gái nhà quý tộc đều đi dự, con không thể vắng mặt được. Karen à, sao mẹ nuôi lại ốm đúng hôm mình đi dự vũ hội cơ chứ? Lại còn bắt mình ở nhà chăm sóc cho nữa. Ở nhà đã có bao nhiêu người hầu rồi còn gì. Đôi giày đẹp như vậy mà bỏ vào tủ kính, mình mang vào để dự vũ hội cũng chẳng có gì sai cả. Mọi người ơi, cứu cha với! Đôi giày quỷ quái này hãm hại cháu. Cứu cha với! Mình mệt quá. Làm thế nào để dừng lại bây giờ? Chào cô bé xinh đẹp, cô có đôi giày khiêu vũ đẹp quá. Hóa ra ông là phù thủy, ông phù phép đôi giày của tôi sao? Đáng đời nhà mi. Sao không tháo ra được thế này? Sao cứ dính chặt vào chân mình như vậy? Mẹ ơi, cứu con với! Karen, ngươi cứ nhảy mãi với đôi giày đó mà ngươi quý hơn mọi thứ trên đời, hơn cả những ân nhân đã cứu giúp ngươi. Nhảy cho đến khi nào ngươi biến mất khỏi cõi đời này,
ngươi đã thấy tính ngạo mạn, kiêu căng, khinh thường người khác đã hại mình thế nào chưa? Xin người tha tội cho con biết lỗi rồi. Con muốn trở về với mẹ nuôi của con. Xin người tha tội cho con. Quá muộn rồi Karen. Bà ấy không qua được cơn bệnh hiểm nghèo, đã chết rồi. Giây phút cuối cùng, ngươi cũng không ở lại để chăm sóc bà ấy. Con sai rồi. Con có lỗi với mẹ nuôi. Xin người hãy rủ lòng thương cho con một con đường sống sót. Ta sẽ bỏ đôi giày của ngươi đi, nhưng thay vào đó, kể từ nay, đôi chân của ngươi sẽ không đi lại được nữa. Đó là cái giá phải trả cho những lỗi lầm của ngươi. Karen, con làm sao thế này? Xin ông, hãy cho con được ở lại. Con có thể làm mọi việc, miễn là có chốn dung thân. Ông mục sư thương tình giữ cô ở lại. Từ đó, Karen đã tỏ ra quyết tâm, tiến bộ và chăm chỉ làm việc. Cô trở nên trầm tĩnh, lặng lẽ. Các em nhỏ rất quý cô, nhưng hãy thấy chúng khoe khoang với nhau, ai xinh hay ai có quần áo đẹp, là cô khuyên nhủ rằng kiêu căng ngạo mạn là thói xấu cần phải tránh. Và rồi Karen kể lại câu chuyện của mình để những đứa trẻ có bài học về sự biết ơn và đức tính khiêm nhường trong cuộc đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.